chào tất cả các cô bác và các anh chị thể theo nhu cầu của các cô bác thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho toàn thể chúng ta một cái bài tiếng anh à, trong các trường hợp khẩn cấp các bạn có nghĩa là chúng ta đôi khi sống xa xứ mà gặp trường hợp khẩn cấp mà trong lúc hoảng loạn đó mà suy nghĩ xem coi nên nói tiếng anh thế nào nữa ý là nếu như tiếng anh không có sẵn trong đầu trong những trường hợp đó đó các bạn thì chúng ta càng hoảng loạn hơn cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học nhiều câu từ trong những trường hợp khẩn cấp đó để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho những lúc khẩn cấp các bạn ha kể cả chúng ta khi ở việt nam mà đi du lịch nước ngoài thì chúng ta cũng cần biết tất cả những thứ này để trong trường hợp khẩn cấp mình có thể nói được các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau mở cái bài tiếng Anh dùng trong trường hợp khẩn cấp ha gọi 911 gọi 911. À ở Việt Nam đó các bạn thì à, gọi 114 đúng không? Còn ở Anh đó thì gọi là 999 hoặc là 112. 112 thì hoàn toàn có thể gọi được trên toàn châu Âu và một số nước lân cận nữa cũng được các bạn. Mà ở Mỹ thì chúng ta chỉ cần nhớ 911 thôi, one. Ở Úc thì như là ba số 0 thì phải. Thì cho dù gọi số nào thì đó lúc này chúng ta cần phải mô tả bằng những cái câu từ mà chính xác hay là gãy gọn hay là người ta hỏi mình cũng có thể nghe được các bạn nha. Bây giờ mình bấm vào đây. In case of emergency, don't panic. Just call 911. What's your emergency? What emergency are you reporting? Is the patient male or female? How old is he? She's a young teenager. Đó các bạn, bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn nha và cuối danh sách này tôi sẽ cho các bạn nghe một loạt từ trên xuống dưới để các bạn luyện. In case of emergency, don't panic. Just call 911 tôi lấy cái câu này làm câu đầu luôn để giới thiệu cái số 911 just call 911 thông thường đó các bạn trong những tình huống mà khẩn cấp xảy ra đó như là tai nạn xe hơi hoặc là liên quan đến tính mạng đó thì đôi khi một người hét lên là la lên là call 911 call 911 911 các bạn nhớ nằm lòng con số này ha dĩ nhiên là những người ở mỹ thì luôn luôn nhớ con số này rồi còn những người du lịch ở Mỹ thì cũng phải nhớ cái này bởi vì cái điện thoại nào đó các bạn nó sử dụng cái công nghệ chuẩn như hiện nay đó thì các bạn hoàn toàn có thể bấm gọi 911 kể cả điện thoại của mình ở chế độ khóa hay là bị lock hay là bị gì mình cũng có thể gọi 911 được ha thì đây là cái dịch vụ ứng cứu khẩn cấp à, trực 24 trên 24 các bạn nha cũng giống như là số 999 gì đó các bạn trực 24 trên 24 lúc nào các bạn cũng có thể gọi được tuy nhiên đó là trường hợp khẩn cấp thì mới nên, gọi nha chứ nhiều khi ví dụ như là mình nhìn quanh quẩn không thấy con chó mình ở đâu mà mình cứ gọi 911 thì nó cũng không phải là trường hợp khẩn cấp đâu rồi call 911 đó là cái cụm từ mà mình nên nhớ nằm lòng kêu ai đó gọi dùng 911 đi đó là call 911 call call âm a dài và âm l r call 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 nine one one nine 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 có âm n cuối nine nine one one nine one one đôi khi mình nói nay one one không có âm n thì cái thì người ta vẫn nghe được nay one one không sao cả cứ tự nhiên mà nói không sợ sai đâu các bạn ha in case of emergency in case of emergency trong trường hợp khẩn cấp luôn luôn người ta khuyên mình đó trong trường hợp khẩn cấp don't panic don't panic panic á, là hoảng loạn nó là động từ don't panic là đừng có hoảng loạn trong trường hợp khẩn cấp thì đừng có hoảng loạn đây là lời khuyên trong tất cả những cái tình huống mà người ta uh, viết ở đâu đó hay là nói ở đâu đó để nói về trường hợp khẩn cấp các bạn các bạn luôn luôn đọc thấy cái câu này ha rồi what's your emergency rồi trong trường hợp mà các bạn gọi 911 hoặc là một cái trường hợp một cái tổ chức ứng cứu khẩn cấp nào đó thì người ta sẽ hỏi những câu như thế này, hỏi cái câu có nghĩa là người ta muốn biết cái emergency của mình là gì hoặc là người ta hỏi What's your emergency? What's your emergency? Emer, mer, mer, emergen, gen, Emergency. emergency emergency nhấn âm tiếng thứ hai emergency what's your emergency what's your emergency thì lúc này đó các bạn nghe cái dạng câu hỏi này thì lúc này ở đầu dây bên này đến lượt mình nói đó là mình chỉ khai báo cái tình huống ở bên này thôi và không cần phải nói thêm câu nào nữa ví dụ như những câu thế này là i want to report an emergency. Các bạn không cần phải nói đâu nha, tại vì người ta biết rồi, gọi đến đây là người ta biết mình có emergency. Cho nên khỏi nói I want to report hay là I would like to report an emergency nữa mà nói thẳng vào vấn đề luôn. Hoặc là người ta có thể hỏi câu what emergency are you reporting? What emergency are you reporting? Are you report, reporting, reporting, reporting? nếu theo giọng Anh còn giọng Mỹ là reporting 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 what emergency are you reporting nghe người ta có thể hỏi mình như thế is the patient male or female nếu như mình nói một bệnh nhân hay là một người nào đó đó người ta muốn biết người đó là nam hay nữ thì lúc này phải dùng hai cái chữ đặc thù của nó là male or female Ha, female là giới tính là nữ còn male là nam nha các bạn ha thì trong trường hợp mà khi người ta hỏi về giới tính đó các bạn thì lúc này đó là mình mới dùng cái male or female ha chứ mình không nói mình không nói là she is a female mình không nói she is a female được không thể dùng như thế được nha có nghĩa là trong trường hợp đó đó nó có nghĩa là à, cô ta là con cái con cái hay là anh ta là con đực con cái hay con đực đó đó các bạn là dành để gọi con thú thôi. Hay là người hành tinh đó, họ đến đây đến trái đất này nè, họ nhìn một người phụ nữ họ nói là it's a female. Hay it's a male. Thì lúc đó đó mình biết là một cái cái giống loài nào đó không phải là con người hoặc là con người đang gọi một cái giống loài khác là con vật chẳng hạn thì mới gọi male or female. Còn cái này đang nói về giới tính cho nên mới dùng male or female được. Hay các bạn ha. Male là À, giống đực hay là đàn ông uh, female là giống cái is the patient male or female à, bệnh nhân là nam hay nữ vậy patient a pay patient 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 là bệnh nhân nha các bạn is the is the 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 patient is the patient male or female how old is he how old is she anh ta bao nhiêu tuổi How old Khi mình nghe đến how old Là mình biết hỏi tuổi các bạn nha Đôi khi đó bình thường đó Tiếng Anh của mình nó không có bao nhiêu hết trơn á Cái khi mình gặp một người nước ngoài à, Đến Việt Nam đi Cái người ta hỏi how old are you Cái mình nói là I'm fine thank you Mình quen cái I'm fine thank you Mình nói how Cái đến cái are you đó Cái mình quên cái chữ old đi thì lúc đó mình trả lời I'm fine đang kiểu người ta nghe cũng ngộ cái người ta lại tiếp tục người ta nói tiếp người ta hỏi tiếp thôi cái lúc đó đó mình tưởng đâu cái người đó đó tưởng đâu họ giao tiếp được tiếng anh họ trả lời được rồi người nước ngoài tiếp tục nói với họ nhưng cái đó là lầm tưởng ha các bạn lắng nghe nếu có dùng cái chữ old là người ta đang hỏi tuổi how old are you how old is he how old is he How old is he? Cái chữ he này các bạn còn kèm với chữ is ở phía trước đó Đôi khi người ta đọc là is he? Is, he, is he. How old is he? How old is he? Đọc ghép vào nó dễ hơn cho nên tôi hay bị lẹo lưỡi chỗ này Nếu mà tách ra how old is? How old is he? How old is he? Yeah. She's a young teenager. She's a young teenager. Teenager một người mà gọi là teenager đó các bạn teenager từ có ba âm tiết nhóm ba âm tiết đầu tiên teenager nager nager ger 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 teenager teenager là một thiếu niên thiếu niên là thiếu niên là những người nằm trong độ khoảng tuổi teen đó các bạn tuổi từ 13 cho đến 19 đó thì gọi là teenager she's a young teenager cô ấy là một thiếu niên trẻ tuổi, đang nói đến young á là phải là khoảng từ 13 14 ha, 13 14. Còn á tại vì teenager nó có cái khoảng từ 13 đến 19 mà đúng không? Thì lúc đó đó young nó phải nằm trong khoảng từ 13 đến 14 thì lúc này người ta mới dùng cái chữ young vào nha các bạn. I guess he's middle-aged. I guess he's middle-aged. Cái middle-aged cái âm cuối này nè các bạn, nó có hai cái âm là d, 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 âm d, xong rồi âm cuối thêm âm d, d, âm d nữa. Cho nên nó hơi rắc rối. Còn nếu trong văn nói bình thường đó, thì đôi khi mình bỏ hai âm đó không cần phải phát đâu. Mình chỉ cần phát cái âm này thôi, d, d, middle age, như vậy cũng đủ ha. Cho nên hoặc là d, d. hoặc là d là đủ. She, I guess he's middle aged. Tôi đoán tôi đoán anh ta tuổi trung niên, tôi đoán anh ta tuổi trung niên mình đoán một người là tuổi trung niên thì nó là middle age nha các bạn. She looks like she's in her late 30s. She looks like she's in her late 30s. Cái 30s mà thêm s đó các bạn, là 30 là 30 đúng không mà thêm s đó, là những năm 30, những năm 30 là có nghĩa là 30 31 cho đến 39 đó thì đó là những năm 30 à thì đang nói về tuổi cho nên là trong cái độ tuổi từ 30 cho đến 39 mà ở đây gọi là late 30s. Late 30s hồi nãy đó mà mình nói young đó ha, còn cái trong cái tuổi của người lớn đó là nó có early và nó có late mà lấy 30 có nghĩa là đang ở cái độ tuổi gần cuối cái khoảng ba mươi đó mà cuối khoảng ba mươi có nghĩa là ba mươi tám ba mươi chín gì đó các bạn ha ba mươi tám ba mươi chín thì đó cái câu này ba mươi tám ba mươi chín thì trong tiếng việt nó có nói là gần bốn mươi tuổi đúng không nói gần bốn mươi tuổi thì hay hơn she looks like she looks like looks like cô ấy trông có vẻ bà ấy trông có vẻ như trông giống như bà ấy trông giống như trông giống thôi nha mình đoán Đó. She's in her late 30s. Là bà đấy, bà ấy đang ở độ tuổi dưới 40 tuổi. Bà ấy đang 40, đang dưới 40 tuổi. Nha các bạn. Tại cái này nó vẫn còn nằm ở 30s. Nó chưa có lên 40 cho nên á, là vẫn còn dưới 40 tuổi. Nha. Yeah. Is he conscious? Rồi. Is he conscious? Shus. Âm sờ giữa là âm sờ dài. Conscious. Conscious conscious đó các bạn là tỉnh táo. Tỉnh táo có nghĩa là cái trạng thái mình đang uh, uh, ở trạng thái mà đang thức như thế này ha và hoàn toàn nhận thức được mọi thứ mọi thứ xung quanh thì nó là conscious. Đó, người ta hỏi một người đang bị thương mà hỏi anh ấy có conscious hay không? Easy conscious. Thì lúc này hỏi anh ấy có uh, có ý thức hay không đó các bạn, có ý thức ha. Có nghĩa là có nhận biết được cái này nhận biết được cái kia hay không? Là có ý thức hay không? Is she awake? Is she awake? Awake. Nó có hai cái từ một là awake hai là asleep nha các bạn. As asleep là ngủ còn awake là thức. Cái này là thức thôi nha, còn hồi nãy conscious á, là tỉnh táo. Tỉnh táo có nghĩa là nhận biết cái này nhận biết cái kia là có ý thức đó các bạn là conscious. Còn awake là đang thức hay là đang ngủ thôi. Is she awake? Is she breathing? Is he breathing? Breathing, breathe. Động từ, uh, danh từ là breath là hơi thở đúng không? Âm là âm e ở giữa breath, breath, breath. Nó âm cuối là cái âm đặt lưỡi giữa hai răng ngậm khít lại thì hơi ra breath. Còn động từ đó là breathe. Breathe, e, breathe, breathe, b, Đừng có đọc tách ra. Breathe, 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 breathing, 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 breathing. Easy breathing, breathing, breathing. Anh ấy có còn đang thở hay không? Anh ấy có thở hay không? Có nghĩa là đôi khi một người bị tai nạn mà nhiều khi mình không nhận thức được người đó có đang thở hay không. Người ta hỏi kỹ như vậy để biết đường mà phản ứng các bạn ha is there serious bleeding? Is there serious bleeding? Động từ to bleed, to bleed là chảy máu ha, chảy máu. Thì ở đây đang dùng ở thể là danh động từ đó các bạn, uh, serious bleeding là chảy máu nghiêm trọng. Is there? There is. There is serious bleeding là có chảy máu nghiêm trọng. Còn câu hỏi cho nên đảo động từ to be ra phía trước hỏi is there. Is there serious bleeding? Có chảy máu nghiêm trọng hay không? Còn ở đây là dùng như một danh từ các bạn ha và serious là bổ nghĩa cho bleeding là sự chảy máu này nè. Sự chảy máu có sự chảy máu nghiêm trọng hay không có nghĩa là có chảy máu nghiêm trọng hay không. Does she appear to be breathing? Does she appear to be breathing? Đây là một cách hỏi khác của cái câu là is she breathing? là cô ấy có còn đang thở hay không thì đó là does she appear có nghĩa là appear là sao appear là trông có vẻ có nghĩa là đó mình nhìn cô ấy xem cô ấy còn thở hay không mình nhìn có nghĩa là cô ấy trông như thế nào ha thì lúc này dùng cái động từ appear các bạn does she appear to be breathing cô ấy À, trong cô ấy có còn thở hay không hay là nhìn cô ấy xem có còn thở hay không đó mình mình kêu một người nào đó với cái câu hỏi này thì nhìn cô ấy xem có còn thở hay không? Does she appear to be breathing? Breathing, breathing, breathing. Is he fully alert? Is he fully alert? Is he fully alert? Alert là tỉnh táo hoàn toàn các bạn. Hồi nãy có cái tính từ là awake, awake là thức có nghĩa là cái trạng thái thức và ngủ thôi còn alert có nghĩa là đang nói ở cái trạng thái là tỉnh táo biết cái này biết cái kia quan sát được xung quanh ý thức được mọi thứ là alert ha yeah. còn có những người ở trạng thái mơ mơ hồ hồ không không nhận thức được luôn là không có dùng cái từ alert này các bạn một người mà gọi là fully alert có nghĩa là người đó đầy đủ năng lượng tỉnh táo hoàn toàn giống như là những cái vận động viên bắt đầu chơi thể thao vậy đó các bạn ha yeah, là ở trạng thái fully alert Is he fully alert? Anh ấy có uh, tỉnh táo có hoàn toàn tỉnh táo hay là không? Ý đang hỏi là có tỉnh táo hay là có ở trạng thái mơ mơ hồ hồ hay không đó các bạn. Are you with the patient right now? Bạn có đang ở với bệnh nhân hay không? Are you with? Are you with sau đó cộng với một người nào đó là bạn có đang ở với người đó hay không. Are you with the patient right now? Are you with the patient right now? hiện tại bây giờ bạn có đang ở với bệnh nhân hay không hay là bạn đi đâu rồi có nghĩa là người ta hỏi những cái này để người ta biết chính xác các bạn ha are you with the patient are you with your wife are you with your son are you with her này các bạn are you alone are you alone are you alone đôi khi mình report an emergency thì lúc này đó con mình mình nè à, mà người ta đoán là con mình mình thôi người ta hỏi are you alone are you alone bạn ở một mình thôi à bạn ở một mình à nha các bạn ha are you alone alone là một mình ha các bạn còn nhớ cái tính từ lonely không lonely lonely còn alone là một mình một mình có nghĩa là hiện thời tôi đang ở một mình nè chứ i'm not lonely lonely nó là cô đơn cho dù mình ở chốn đông người mình vẫn cô đơn các bạn ha còn alone là đang ở một mình nó khác với lại lonely nha các bạn Is anyone helping? Is anyone helping? Is anyone helping? Có ai đang giúp không? no có nghĩa là đôi khi mình gọi điện cho một người bạn hay gọi điện thoại cho người thân hay gia đình gì đó. Ví dụ như thấy mẹ mình ở bên đầu dây bên kia cực quá, mình nói là is anyone helping? Is anyone helping? Có ai giúp không? Có ai giúp không? Không cần phải chủ từ gì ha, helping you hay là gì hết á, chỉ cần nói cái này là đủ. Is anyone helping? Có ai giúp không vậy? Có ai giúp không vậy? Người ta đang hỏi cái người đang gọi để để báo tai nạn là có ai giúp không? Có nghĩa là có người ở kế bên không để người ta biết là các cái nguồn lực nào có thể huy động được thôi nha các bạn. Từ này đọc là helping, help. Âm e tới M l e, ha, help, help, help. Ngậm miệng làm phở, help. help, 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 helping, helping, helping. Is anyone helping? Help? Helping? Is anyone helping? Is anyone helping? Yes, my friend Tim is here. Mình có thể trả lời một câu là có người bạn tên Tim của tôi ở đây. My friend Tim is here. My friend Tim. Khỏi cần nói gì nữa. Khỏi cần nói là my friend, his name is Tim. No, dài dòng lắm. My friend Tim is here. Yes, my friend Tim is here. Người ta hỏi, is anyone there? Is anyone helping? Yes, My friend Tim is here. My friend Tim is here. Nha các bạn. Is someone giving first aid? Is someone, is someone hoặc là dùng anyone cũng được. Có bất kỳ ai chưa hay là có người nào đó? À, có người nào đó thì dùng someone hay là có bất kỳ ai thì dùng anyone tùy theo ý bạn trong tiếng Việt thôi. Người ta dùng someone cũng được, người ta dùng anyone cũng được ha. Và tại tiếng Việt nó cũng có hai ý đó. Hai ý là có bất kỳ ai làm CPR chưa? À, hay là có bất kỳ hay là có người nào làm CPO chứ? ví dụ như thế ha. Rồi ở đây là first aid, first aid đó các bạn, à, first aid là sơ cứu đúng không? First aid, first aid là sơ cứu có nghĩa là những cái hành động, những cái những cái um, hỗ trợ. Um, À, khi mà một tai nạn xảy ra hay là khi có vấn đề gì đó khẩn cấp xảy ra thì mình sơ cứu có nghĩa là mình thực hiện những cái bước căn bản đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng cho cái đội cấp cứu đến thì cái đó gọi là sơ cứu tiếng Anh là first aid first âm cuối là âm sờ tờ đúng không first first sờ tờ nha đừng có nhớ bỏ đừng bỏ quên chữ tờ là không được ở đây chữ aid nối chữ tờ qua first aid first aid Âm a aid aid first aid first aid is someone giving first, first aid first aid first aid first aid first aid âm cuối này là âm đờ nha nếu mình muốn thuận miệng hơn mình nói is anyone giving is anyone giving first aid first aid first aid nha các bạn có ai có ai uh, đang sơ cứu không có ai đang sơ cứu không có nghĩa là người ta hỏi thêm coi có người nào có khả năng hay là đã biết cách sơ cứu và đang sơ cứu hay không bằng cách hỏi câu này các bạn mà sơ cứu đó cũng nó có những cái khóa học cho các bạn không phải muốn làm gì thì làm nếu chúng ta không biết sơ cứu thì chúng ta không sơ cứu được chúng ta làm cho tình trạng nó tồi tệ hơn thôi. Ví dụ như có người gãy xương mà chúng ta à, sóc họ lên mang họ đi chỗ khác hay là chúng ta kéo họ như thế nào đó thì lúc đó đó có thể làm cho tình trạng gãy xương nó tồi tệ hơn. Nếu cái có cái gì đó đâm vào người mà chúng ta cố chúng ta kéo ra rồi lúc đó đó có nghĩa là máu nó chảy tuôn ra thì lúc đó đó là tình trạng tồi tệ hơn có thể là dẫn đến tử vong các bạn. Cho nên là nếu không biết sơ cứu thì cũng đừng sơ cứu nha các bạn ha cho nên là đừng người ta không hỏi mình có đang sơ cứu bệnh nhân hay không mà ta nói là is someone or is anyone người ta đang muốn hỏi là có ai biết cái chuyện đó và làm cái việc đó chưa nha các bạn ha to give first aid to give first aid là sơ cứu nha các bạn is anyone giving CPR is anyone giving CPR 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 các bạn biết là đôi khi trong phim đó một người đó mà mỗi khi rơi vào một cái tình huống gì đó tự nhiên bất tỉnh các bạn để ý cái tình huống đó không thế là có người đó ngồi lại mở miệng ra bắt đầu thổi vô hít vào gì đó rồi xong rồi ép cái ngực xuống các bạn thấy cái tình huống đó không đó gọi là cpr hô hấp nhân tạo đó các bạn hô hấp nhân tạo cũng phải học nha phải học cho kỹ cái đó chứ còn không đó các bạn ép tim của người ta đó đôi khi mình ép vỡ ngực luôn À, mục đích của CPR đó các bạn Mình cứ đọc cái từ CPR này luôn đi ha Và trên thế giới đó Đôi khi có nhiều người Hầu hết mọi người đều không biết nó viết tắt của chữ gì luôn Tại viết tắt của cái chữ mà nhiều khi đọc cũng không được luôn Không ai đọc cũng được Mà thuật ngữ đó các bạn cho nên đó Đôi khi mình chỉ cần nhớ CPR là được rồi C P C P Đừng đọc là C B nha Mà là C P P P P CPR R R phát trong cổ chữ A dài đó các bạn R R chữ R đó ha CPR 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 give CPR give give CPR là hô hấp nhân đạo ha cái, những cái đó là những cái mà người khác give có nghĩa là họ thực hiện cái đó cho hoa đó các bạn nhưng mà họ thực hiện cái đó rồi mục đích đó, mục đích của cái việc đó mà thổi vô đó và À, ép xuống ngực đó các bạn ép tim đó ha là để cho um, hỗ trợ trong lúc mà người ta tắt thở nhiều khi mình đuối nước nè hay là nhiều khi mình rơi vào cái trạng thái nào đó mà mình mình tắt thở là ngưng tim đó các bạn ngưng tim thì lúc đó đó là tim không co bóp nữa có nghĩa là máu không chảy để nuôi cơ thể nữa đúng không mà đặc biệt là nuôi bộ não có nghĩa là tình huống đó nếu xảy ra trong quá khoảng bao nhiêu giây đó 30 giây hay là gì đó là sẽ chết não các bạn mà chết não là người chết luôn cho nên là trong lúc đó người ta hỗ trợ bằng cách ép tim ha để đẩy máu đi rồi đồng thời đó hỗ trợ bằng cách thổi cái hơi vào miệng đó ha để hỗ trợ thở nhân tạo cho đến khi đó à, tim bệnh nhân hoạt động trở lại ha thì lúc đó đó gọi là hô hấp nhân tạo CPR nhớ nha các bạn give CPR is anyone giving CPR is anyone giving CPR 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 Tell me exactly what happened. Tell me exactly what happened. Happened. Happened Tell me to to you know? Happened. Do happened. Tell me exactly what happened. Tell me exactly. I I I'm going yeah. exactly. 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 Tell me exactly. hãy nói cho tôi một cách chính xác what happened những gì đã xảy ra có nghĩa là có khi là cái người mà um, đang trực ở nine one one đó các bạn cái người trực ở nine one one á đôi khi không phải là những cái operator là cái người trực tổng đài đơn thuần đâu mà họ là những uh, gọi là những cái dispatcher đó các bạn Dis dispatch dispatch có nghĩa là những cái người mà họ nhận cái tình huống đó rồi họ đủ quyền hạn để họ tổ chức cái đội ngũ cử người đi đến những cái nơi cần thiết để cấp cứu hay là để chữa cháy hay làm bất kỳ thứ gì đó gọi là dispatcher dispatch dispatcher yeah, họ không phải là operator đâu cho nên họ hỏi mình chi tiết thế này để họ điều động người Yeah. và cái người mà được điều động để đi đến cứu mình đó các bạn gọi là responder respond respond là phản ứng đúng không responder là những người phản ứng nhanh đó, lực lượng phản ứng nhanh đó, responder yeah. nhưng mà trong mọi tình huống mình đó, mình là the first responder nha yeah. mình là mình là cái lực lượng phản ứng nhanh nhất của mình tại mình ở hiện trường đúng không mình ở hiện trường và nó xảy ra với chính mình luôn cho nên trong tình huống đó mình phải tự cứu mình trước xong đó rồi mới gọi 911 các bạn ha đừng có ý lại vào các dịch vụ này có khi mình gọi nó không đến có khi mình gọi đó họ không trả lời. À, từ khi tại vì lúc đó nhiều khi là có quá nhiều cuộc gọi nó bị nghẽn mạch hay là gọi nhưng mà đang trên đường uh, responder đó những cái người đi đến officer đang trên đường đi đến tự nhiên được điều động đi đến chỗ khác để cứu hỏa thì sao? Cho nên là mình phải là người đầu tiên phản ứng nhanh nha các bạn. Mình là the first responder. Rồi What's happening, now? What's happening now? Hiện giờ cái gì đang xảy ra? Có nghĩa là hồi nãy giờ tôi giới thiệu với các bạn á, là những câu họ có thể hỏi mình dồn dập ha, hay là họ hỏi mình để mình trả lời à, lần lượt từng cái một, họ họ hỏi cái gì mình trả lời cái đó. Tuy nhiên tôi giới thiệu các câu hỏi trước rồi. Bây giờ đến lúc á, chúng ta sẽ khai báo với họ, sẽ nói với họ những gì đang xảy ra. Tiếp theo các bạn nha. I think someone's trying to break into my home. I think someone is trying to break into my home. Tôi nghĩ là có người đang cố phá cửa vào nhà của tôi có nghĩa là một khi mình đi về nhà xong đó, mình đi về nhà từ xa lặng lẽ ha rồi cái mình thấy có tiếng ầm có người đang đập nhà thì lúc đó đó là I think tôi nghĩ mình cũng không thấy đâu mình nghe tiếng động trong nhà ha à, mình thấy cửa kính vỡ tiếng động trong nhà ha thì lúc này đó mình nghĩ là someone's trying someone is trying to break into my home ha trying to break into my home giống như lúc này là có người đang đập để vào trong nhà đó các bạn ha đôi khi mình vào mình về nhà bất thình lình giữa giờ chẳng hạn thì lúc đó là có người đang hành sự thì là someone is breaking into my home là mình đang báo cái trường hợp đó lúc này các bạn đừng có nhảy ra nha đừng có la toán lên đừng có cố gắng mà đi bắt trộm nha bởi vì cái điều đó rất nguy hiểm các bạn tiền bạc có thể mất đồ đạc có thể mất nhưng người thì không thể mất được cho nên là cái nguy hiểm nhất là bạn để cho người ta thấy cái mặt của bạn, bạn để cho bọn xấu thấy cái mặt của bạn đó thì nguy hiểm lắm. Cho nên gặp những trường hợp đó bạn trốn mất biệt đi, bạn, bạn trốn đi để đừng cho trộm thấy nữa, gọi 911 đến, họ xử lý thế nào thì xử lý. Trong trường hợp mà bạn lỡ đối mặt thì đôi khi mình quay chỗ khác luôn, mình để cho họ đừng, họ nghĩ mình không thấy mặt họ thì lúc đó đó, đó có khi họ tha cho mình các bạn ha. Cho nên là ý là nếu như mình không chống được thì đừng có cố chống lại trong trường hợp đó. Họ muốn lấy gì họ lấy, họ làm gì họ làm nhưng mà miễn là đừng đụng đến tính mạng của mình là được. ha yeah. Báo là báo như thế và mình phải trốn đi nha các bạn. Break into cái gì đó là phá vỡ để đi vào chỗ đó. Phá vỡ để đi vào chỗ đó nha các bạn. My house has been broken into. Rồi, nếu mà mình về nhà của mình cái mình thấy cửa bị đập tan hoang hết rồi ha. về nhà xong cửa đập tan hoang hết rồi không còn ai nữa uh, thì lúc đó đó có nghĩa là mình nghĩ là cái dấu hiệu đó dấu hiệu này là chỉ người ta phá vỡ để đi uh, vào trong nhà của mình để trộm hay là làm gì đó để lấy thứ gì đó thôi thì cái trường hợp đã rồi đó đó thì các bạn nói là my house has been broken into hồi nãy là trying to break into À, là đang cố gắng để vào con này vào rồi đi rồi luôn rồi cho nên đó, nhà mình đang bị như thế có nghĩa là đã bị như thế thì đã bị broken into là đã bị đột nhập nha các bạn my house has been broken into đang dùng có thể bị động to be broken into là bị đột nhập vào đúng không mà thì hoàn thành của to be là has been has been broken into nhà của tôi đã bị đột nhập đã là cái tình trạng nhà đang trống hơi Trống hóa cửa kính thì bị vỡ, mọi thứ lung tung hết, rồi người thì không thấy đâu hết thì lúc đó là nhà đã bị đột nhập rồi, lấy đi mất rồi các bạn nha. My grandma has choked on some food and she's not breathing. Rồi. My grandma has choked on some food. Choke on something. Uh, choke on something là bị nghẹn cái gì đó các bạn, choke on some food là bị nghiện thức ăn các bạn mà has choked on có nghĩa là đã bị nghẹn rồi đang bị nghẹn đó các bạn có nghĩa là ăn cái gì đó nó bị nghẹn cái là nó bị rồi là bị rồi là mình dùng ở thể hoàn thành has choked choked khi thêm ed vào đó thêm một âm cuối là âm thờ nữa âm thờ nha cho nên tổ hợp âm cuối này là cờ tờ choked choked giữ âm cờ lại phát âm tờ chứ không có được phát hai âm là choke no choke choke ha giữ âm cờ lại phát âm tờ thôi choke on Choked on Choked on à, âm cuối làm thi nối vào đây luôn my grandma has choked on some food bà của tôi đã bị nghẹn thức ăn nghẹn rồi bà ấy bị nghẹn rồi đó nó vướng ở đâu đó rồi đó and she's not breathing và bà ấy không thở được nữa She's not breathing. Đây là emergency rồi. Thì phải gọi báo 911. My husband cut his neck and he's bleeding. He really needs stitches. My husband cut his neck. Cut his neck. Có nghĩa là mình cut cái gì đó là mình làm đứt cái đó, các bạn. Ở đây cut his neck không có nói đến cái việc là cắt đứt lìa ra nha. Có nghĩa là mình chỉ cắt đó là một vết cắt thôi. Có nghĩa là chồng của tôi lỡ cắt lên cổ. Ha, cắt lên cổ thì đó uh, my husband cut his neck có nghĩa là anh ấy tự làm đứt tự làm đứt có khi là bằng con dao hay bằng bất kỳ thứ gì đó nhưng ở đây chỉ nói là anh ấy cắt thôi anh ấy cắt đứt cổ đứt cổ không có nghĩa là đứt lìa nha các bạn một vết cắt sâu hay là gì đó uh, and he's bleeding và anh ấy đang chảy máu à, đang chảy máu he really needs stitches he really needs stitches Uh, khi ai đó mà cần là stitches đó các bạn Là cần khâu Stitch là cái mũi khâu Mà need stitches Stitches ở dạng số nhiều có nghĩa là đang nói khâu Thì không có khâu một mũi đâu mà khâu nhiều mũi Cho nên là anh ấy đang thật sự cần khâu lại uh, Đôi khi máu chảy nhiều cái vết uh, thương hở đó Thì máu chảy ra phải khâu lại các bạn yeah. Thì ai đó mà làm đứt uh, bản thân họ Thì đứt chỗ nào mình nói chỗ đó yeah. Cut his neck, cut his arm, cut his hand, cut his leg. Yeah, các bạn ha. Rồi, trên người thì cut his body. Ở đây không nói cái trạng thái đứt lìa đâu nha. Đứt lìa là nói kiểu khác. Đứt lìa là phải dùng thêm chữ off hay gì đó các bạn. Thì lúc đó thì là hết rồi, xong rồi ha. Rồi, đang chảy máu. There's a guy in Central Park who needs help. I think he's having a heart attack. Rồi, cái này mình khai báo một trường hợp của người khác. There's a guy in Central Park who needs help. Có có một anh chàng bây giờ mình đi trên đường mình gặp một người mình đi dạo hay là đi for a walk trong công viên Central Park đó các bạn. Thì mình thấy một cái người đang cần sự giúp đỡ ha. Thì mình nói there's a guy in Central Park, Central Park who needs help, who needs help. Who needs Thì needs ở đây đó Tại mình đang nói a guy mà cho nên who needs Phải thêm s vào Ngồi thứ ba số ít who needs help Cố gắng tập đọc đúng từng âm như vậy đó Để để mình input vào trong đầu Là âm đúng các bạn Who needs help Đừng đọc who need, who need help Who need help Bỏ âm s ở giữa cho dù hiện tại nó khó, nó gây khó khăn, nó gây khó chịu, bực mình, có khi đọc cả trăm lần mà vẫn chưa quen, vẫn cứ đọc các bạn. Who needs help? who needs help. There's a guy in Central Park who needs help. Như thế nó mở miệng ra là nói y chang. Cho dù đọc một lần nói lại cũng y chang như thế. Có nghĩa là ngôn ngữ lúc này nó trở thành đôi khi đó nó nó là thứ gì đó nó là phản xạ tự nhiên rồi. Bây giờ mình nhớ ý thì mình nói lại câu đó thôi các bạn. Uh, there's a guy in Central Park who needs help. Needs help. Needs help. Thì như vậy nó mới được các bạn ha. Rồi có một anh chàng. There's a guy thay vì nói, there's a man, uh, there's a guy. một người đàn ông thì mình gọi đó là guy. cho dù là lớn nhỏ gọi là guy đều được hết. À, có một anh chàng. rồi. I think he's having a heart attack. I think he's having a heart attack. Có nghĩa là mình thấy anh ấy đang ôm ngực quằn quại ha, rồi á, rồi có những cái triệu chứng ví dụ như là tôi cũng không rành triệu chứng của heart attack lắm các bạn, nhưng mà thấy anh ấy đau ngực, khó thở, rồi ôm ngực gì đó, rồi cảm thấy đau đớn lắm. Thì lúc này đó mình có thể là I think, tôi nghĩ thôi chứ tôi đâu có biết đâu. I think he's having a heart attack. Heart attack. Heart. A oh à âm ai dài à ha hot hot attack 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 heart attack là bị um, um, bị đau tim các bạn hay là bị đau tim tôi nghĩ là anh ấy đang bị đau tim ừ, rồi đó khi mình cảm thấy như thế thì mình dùng I think các bạn nhớ nha There's been a car accident on East Ball Road. There's been a car accident on East Ball Road. There's been a car accident. Có nghĩa là mình thấy cái tai nạn đã xảy ra rồi một lúc rồi nằm tại đó. Ha, có nghĩa là mình thấy đương sự không có ai đến cảnh sát cũng không đến, không thấy uh, ai ở đó để có thể gọi 911 được thì mình gọi giúp. thì lúc này đó mọi chuyện nó đã xảy ra rồi. Mình dùng there's been, there has been, there has been. Ha, các bạn dùng thì perfect. ở đây là has been chứ không phải là is đâu nha các bạn. There has been hay là there's been a car accident một tai nạn xe hơi accident accident there's been a car accident on east ball road east ball road đường east ball trên đường nào thì mình nói là on ha on east ball road người ta có thể dùng giới từ là in nữa các bạn in the road in the road có nghĩa là mình đang nói ở trong ở trong lòng đường á À, mình nói đang cố ý cái gì mà ở trong lòng đường thì dùng in the road còn bình thường mình nói on the road là được rồi on là ở trên mặt đường á ha nhưng mà dùng on the road on east ball road trên con đường nào thì nói con đường đó we saw a lot of blood there nói thêm là we saw a lot of blood there à, chúng tôi thấy rất là nhiều máu ở đó yeah saw a lot of blood a lot of a lot of blood blood ah à, blood blood blood. We saw a lot of blood there. There, 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 there. À chúng tôi thấy rất nhiều máu ở đó. He was hit by a car and was injured badly. He was hit by a car. Anh ấy bị xe đâm, xe tông ha. Yeah, he was hit by a car. Was hit đó các bạn à là ở quá khứ ha. Was ở quá khứ thì là anh ấy đã bị rồi ha. Đôi khi anh ấy bình thường đó đâu có dùng cái này ở hiện tại được các bạn mình không thể nói là he is hết bài gọi tại vì đó tự nhiên anh ấy đang đi chẳng hạn thì chiếc xe ở đâu đó nó chạy đến nó đâm vô một cái nó đâm vô một cái là xong rồi đâm vô cái là tai nạn xảy ra thì lúc đó xong rồi có nghĩa là cái trạng thái bị hết đó, đó, là was hết đúng không chứ hiện tại không có is hết nữa tại vì hiện tại nó không có đang xảy ra cái trạng thái đó cái trạng thái này không có đang xảy ra nó làm cái bùm cái là xảy ra rồi cho nên là cũng không dùng tiếp diễn được cũng không dùng ở hiện đại luôn nên dùng ở quá khứ He was hit by a car. Anh ấy bị xe đâm. Uh, and was injured badly và bị thương rất là nặng. To be injured, injured thêm uh, ED vào thêm âm đờ nữa. Injured, Jured. injured, injured, injured. To be injured and was injured badly and was injured badly. Anh ấy bị xe đâm và bị thương rất nặng. To be injured là bị thương nha các bạn. Badly là trạng thái nặng lắm, tồi tệ. He was beaten up by two strangers and his leg was broken. To be beaten up, beaten, cái này là dùng âm y dài các bạn. Uh, beaten, e, b, be, beat, beaten, beaten up, beaten up. Đọc theo tiếng Mỹ là beaten, bị. Be Mm. âm cổ và âm nghẹn, âm nghẹn ở cổ và âm mũi bị nghẹn ở cổ nè bị mm. mm. khi có cái tổ hợp âm là t n cuối cùng t n cuối cùng thì lúc đó mình có thể phát âm nghẹn và âm mũi anh ấy bị tẩn hay là bị đánh như tử by two strangers, strangers bởi hai tên lạ mặt to beat someone beat beat là chữ đầu nè các bạn beat someone là đánh ai đó nha mà to be beaten up hay là beaten up là bị đánh nha các bạn cũng là bị rồi cho nên là was beaten up by two strangers từ này đọc âm a giữa a stray strain strange 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 stranger Thêm ER vào đây đó là thêm cái âm ờ uh nữa là stranger, stranger, stranger. Số nhiều thêm S vào tạo thành âm giờ. Strangers, strangers. <laughs> Hơi phức tạp các bạn ha. Nhưng mà bình thường mình nói là strangers, strangers. And his leg was broken. His leg was broken. Có nghĩa là chân anh ấy bị gãy. Ha. Nếu nói chân anh ấy bị gãy đó thì mình dùng ở dạng là bị động các bạn. To be broken ở đây là was broken, his leg was broken là đang dùng leg ở dạng số ít có nghĩa là một chân thôi nha. còn nếu mình nói là his legs là số nhiều đó thêm s vào đó là hai chân. các bạn biết tại sao không? tại vì con người một hoặc là hai chân thôi cho nên là nếu không có s nó là một chân, nếu có s nó là hai chân. rồi còn nếu mà không muốn dùng cái leg á, không dùng một bộ phận á, thì không dùng không cần dùng to be mà mình nói là he broke his leg cũng được thôi các bạn ha đó His leg was broken. chân anh ấy bị gãy. He was bitten by a snake and looks really pale. rồi ở đây nè các bạn um, có cái động từ là bite, bite ha là cắn ha cắn thì á uh, quá khứ phân từ uh, của bite là bitten, bitten. hồi nãy đó cái từ kia đó đọc là beaten, beaten, e, b, b beaten, beaten, âm i dài. Còn này là bit, bitten, 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 i, bit, 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 bitten, beaten, bitten. Nó khác nhau như các bạn, khác nhau ở chỗ âm ngắn với âm dài thôi. Cho nên nó từ từ mình sẽ phân biệt được cái sự tinh tế của cái sự khác nhau đó. Rồi từ từ mình cũng sẽ làm được nha các bạn. He was bitten, bitten, vẫn đọc âm nghẹn và âm mũi ở cuối. He was bitten, bitten by a snake. He was bitten by a snake. Anh ấy bị cắn bởi một con rắn. Có nghĩa là anh ấy bị rắn cắn nha các bạn ha. Hồi nãy cái kia là beat. Là đánh đúng không? Hay là bị đánh. Con này là cắn và bị cắn. Bitten. He was bitten. Bitten by a snake. Nghe nói chữ bitten là biết bị cắn rồi. Bị cắn. He was bitten by a snake. Ha? He was bitten by a dog. Hay là bị một con chó cắn. Ví dụ như thế. And looks really pale. And look looks ngồi thứ ba số ít hi mà cho nên phải thêm s looks really pale 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 âm a giữa và âm o của âm l pale pale đừng lọc là pale pale mà là pale. pale 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 âm a là cái tàn hơi của âm a đó đưa lưỡi về âm âm o trong khi đó vẫn không thay đổi cường độ âm thanh vẫn giữ đúng cái hơi đó pale 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 thì nó sẽ ra chứ không được nói là pale pale là hai hơi rồi nha yeah. mà là pale pale and looks really pale anh ta bị rắn cắn và trông nhợt nhạt lắm nhợt nhạt hay là có nghĩa là cái mặt tái nhợt đó các bạn. A man fainted and his wife also passed out. A man fainted. A man fainted. Faint là âm a giữa như các bạn âm phờ đầu nó không phải là từ paint nha yeah, mà là uh, faint faint phờ phờ faint là bị ngất xỉu ngất xỉu nha các bạn ha ngất xỉu có nghĩa là tự nhiên á, bị bất tỉnh và ngất xỉu xuống đất đó gọi là faint ở quá khứ thêm đi vào đọc là fainted fainted a man fainted một người đàn ông đã ngất xỉu uh, fainted and his wife And his wife also. Và vợ anh ấy cũng cũng gì? Passed out. Passed out. Cái pass mà thêm đi vào thì nó thêm một âm tờ nữa các bạn. Các bạn thấy đây. Passed. Passed out. Passed out. Passed out. Cái passed out này đó các bạn nó cũng là cái trạng thái mà ngất xỉu đó các bạn. Một người mà bị passed out ha. Một người mà passed out thì là cái người đó đang ngất xỉu. Nó giống như fainted tôi tại vì tôi dùng hai từ để cho các bạn thấy là fainted nó bằng với lại pastel thôi các bạn ha rồi he was shot with a gun and was knocked out he was shot with a gun he was shot bình thường mình nói he was shot là anh ấy bị bắn anh ấy bị bắn được rồi dĩ nhiên là tôi nói with a gun cho nó rõ hơn he was shot with a gun anh ấy bị bắn bởi một cây súng chắc chắn là cầm súng mới bắn được he was shot anh ấy bị bắn and was knocked out knocked out cái chữ knock này á bình thường các bạn biết là chữ knock out đúng không knock out khi mà cái cái knock out đó các bạn là một cái trạng thái là té ngã xuống sàn đo ván ngã xuống sàn có nghĩa là ngã xuống sàn ở cái trạng thái là nằm sống xoài luôn á Nam sóng xoài thì tại sao người ta gọi là đo ván bởi vì cái người mình dài bao nhiêu thì nó trải ra bấy nhiêu mà trải ra bấy nhiêu là người ta gọi là đo cái ván dưới sàn đó các bạn, gọi là đo ván ha. Thì bị knock out đó là cũng là bị ngã sóng xoài xuống ở đó, có nghĩa là bị gục xuống ha các bạn ha, bị đổ xuống. Đó là bị đo ván. Trong quyền anh hay là trong các môn thể thao thì họ gọi là đo ván. Tuy nhiên ở ngoài mà knock out đó các bạn, knock out, knock out thì lúc này là bị gục xuống nha các bạn ha. To be knocked out, to be knocked out. He was shot. Ở đây cũng vậy, bị bắn ở thể bị động. And he was knocked out là bị đổ gục xuống, là bị gục xuống, bị ngã xuống. He was stabbed with a knife and is bleeding a lot. He was stabbed with a knife, with a knife. Anh ấy bị đâm bởi một con dao đâm thì có nhiều cái để đâm, còn bắn thì chỉ có súng thôi các bạn ha. Còn he was stabbed with a knife. Anh ấy bị đâm bởi một con dao. Thì đâm thì mình cũng phải nói cho nó rõ. Nhiều khi đâm bởi một cái cây gì đó nhọn hay là gì đó ha. Còn này knife rõ ràng knife thì có nghĩa là mọi cái rất là sắc cạnh à, để nói rằng là đôi khi nó cũng phải là thứ gì đó nhiễm trùng gây gớm. Ví dụ như thế he was stabbed. Cái stab đó các bạn động từ stab là đâm ai đó ha. Stab. Nó có một cái thành ngữ là stab somebody uh, in the back nữa, có nghĩa là mình đâm ai đó sau lưng đó các bạn. Uh -huh. Cái đó nói sao nha. Còn này to be stabbed, thêm ed vào đó, thêm sau âm thì ở đây đó, thêm một âm d nữa thôi các bạn là stabbed. Stabbed. He was stabbed with a knife. With er, with er, with er with the, with, with a knife, with a knife. 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 knife âm cờ câm cho nên đọc là âm n đầu knife knife uh, cuối knife knife he was stabbed with a knife anh ấy bị đâm bởi một con dao and he is bleeding a lot he is bleeding bleeding a lot và đang chảy máu rất nhiều I'm feeling dizzy it seems like the sky is spinning I'm feeling dizzy to feel dizzy dizzy feel dizzy là cảm thấy bị chóng mặt các bạn. Bị chóng mặt là sao mình cảm thấy là trời đất nó cứ quay quay đó ha và ở đây nó bổ sung câu nè. It seems like it seems like nó có vẻ như the sky is spinning. The sky is spinning. Có vẻ như trời đất nó đang quay cuồng á, mình mình bị chóng mặt là đôi khi đó mình nhìn thấy trời như nó đang quay vậy đó ha thì lúc đó cái trạng thái đó gọi là dizzy các bạn. to feel dizzy. I feel dizzy hay là I'm feeling dizzy 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 it seems like the sky is spinning 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 đang xoay đang quay my husband also feels lightheaded my husband also feels my husband feels feels ở dạng ngôi thứ ba số ít cho nên cho dù có chêm chữ also vào thì vẫn nhớ đây có chữ s my husband also feels lightheaded 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 là à, nó giống như dizzy các bạn thay vì mình dùng cái tính từ là dizzy đúng không thì ở đây là to feel lightheaded lightheaded là cũng là trạng thái chóng mặt đó các bạn nhớ nha lightheaded nha chứ không phải là lighthead đâu nha mà lightheaded là trạng thái chóng mặt chóng mặt ha trời đất cũng quay cuồng đó là cái tính từ này nó tương đương với tính từ dizzy lúc nãy nha các bạn ha chẳng qua là dùng từ khác thôi. Blood came out of his neck a lot. Rồi mình đang mô tả ví dụ máu chảy ra từ cổ anh ta rất nhiều, ha. Rồi mình dùng có thể dùng là came out, hay là comes out, blood comes out, hay là blood is coming out cũng được, ha. Còn đây mình nói quá khứ, blood came out of his neck a lot, came out of out of his neck, out of something ra khỏi cái gì đó, out of his neck, neck, e, eh, ne, neck, 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 a lot. Âm e thôi nha, a lot. Blood came out of his neck a lot. He has lost a lot of blood and might need a blood transfusion. Rồi đang kể anh ấy, anh ấy bị mất máu. To lose blood, lose. Ở quá khứ phân từ là ở cột 3 nó là lost. Nha các bạn. Tại vì đang dùng ở thể hoàn thành là has lost. Has lost. Là đã mất rồi đó. Đã mất rồi. Đã mất rất nhiều máu rồi. He has lost a lot of blood. A lot of, a lot of, a lot of, a lot of blood. A lot of blood. Thấy giống chữ lot, lot. Đừng nghĩ là chữ này cũng giống nha. He has lost. Âm cuối làm sờ tờ. He has lost. 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 A lot of, a lot of blood. He has lost a lot of blood nó không phải là tongue twister gì đâu ha nhưng mà đôi khi nó cũng xoắn lưỡi mình một chút he has lost a lot of blood and my need a blood transfusion Might need a blood transfusion blood transfusion đó là truyền máu truyền máu có nghĩa là là mình sử dụng cái máu mà người khác hiến máu nhân đạo đó các bạn để mình truyền lại cho người khác gọi là blood transfusion 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 âm cuối là j ha j, j, j. Transfusion. transfusion 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 blood transfusion he might need a blood transfusion a blood transfusion nhớ nha các bạn need a blood need a blood transfusion he might need a blood transfusion mình dùng might là mình đang đoán thôi mình đang đoán mình nghĩ là như thế tại vì mất máu nào giờ phải truyền máu nhưng mình là người ngoài thì mình đoán cái khả năng cao thì mình dùng might nha các bạn ha nhưng mà vẫn là đoán thôi mình không phải bác sĩ he might need a blood transfusion he has lost a lot of blood nhớ nha my heart is racing and my chest hurts a lot rồi my heart is racing my heart is racing my heart là là trái tim đúng không trái tim mà nó is racing racing là nó đang đua đang đua có nghĩa là đập nhanh đây là một cách nói của tim đập rất nhanh các bạn my heart is racing tim tôi đang đập nhanh yeah. and my chest hurts a lot my chest chest là cái lòng ngực nè các bạn nguyên cả khu vực ngực này gọi là chest my chest hurts a lot chest thì động từ hurts phải thêm s vì đây là ngôi thứ ba số ít my chest chest âm sờ tờ cuối chest hurts a lot hurts a lot đây là mô tả của cái việc mình đang mình đang đau tim đó các bạn hay là coi chừng nó cái triệu chứng của đột quỵ không chừng há. ví dụ như thế mình đang mô tả mà mà thường thường là nó nó có cái heart attack đó một cái chứng đau tim I think he is having a stroke I think he is having a stroke to have a stroke là bị đột quỵ các bạn bị độc quỵ hay còn gọi là bị uh, tai biến đó các bạn, uh, tại vì tôi tôi cũng không phân biệt được trong y khoa như hai cái này nó nó có liên hệ gì với nhau hay không, tại vì đôi khi đó uh, một người gọi là bị tai biến uh, mạch máu não vì nên ta cũng gọi là bị stroke, rồi cái người độc quỵ cũng gọi là bị stroke thì tôi nghĩ hai cái nó là một ha, to have a stroke, have a stroke mà đang bị là he's having a stroke, he's having, he is having a stroke tôi nghĩ anh ta đang bị đột quỵ i think he's having a stroke having a stroke having a stroke đang bị cái triệu chứng đang xảy ra như vậy thì gọi là is having à, còn nếu như đã bị rồi tình trạng bị rồi được cứu chữa xong rồi thì mình dùng là he had a stroke had là quá khứ của have nha yeah. he had a stroke had a stroke đọc là stroke nha các bạn oh stroke 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 i'm um, oh yeah stroke somebody is drowning he really needs help somebody is drowning drowning he really needs help he really needs he needs help help anh ấy đang cần sự giúp đỡ somebody is drowning drowning âm đầu là dr dr dra ow drow. tới âm n cuối drown 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 thấy toàn âm khó ha tổ hợp âm đầu dr đã khó rồi tiếp theo cuối cùng á là âm n âm n lại đi cận kề với cái âm ao nó không hề có trong tiếng việt cho nên á nó gây khó cho mình drown drowning drowning drown drown drowning somebody is drowning có người đang bị đuối nước có người đang bị đuối nước hay là mình gọi từ dân gian có người đang chết đuối nói chết đuối là chết rồi đúng không mình gọi là đuối nước thì đúng hơn đuối nước có nghĩa là nước làm cho họ đang rất là mệt mỏi ở ngoài kia có người đang bị đuối nước he really needs help somebody is drowning somebody is drowning drowning he really needs help needs help nhớ à mess my water broke and i think i'm going into labor soon Uh, my water broke. My water broke. Mình gọi water là nước đúng không? Nước để làm rất nhiều thứ để uống vân vân. Nhưng một người phụ nữ đang mang thai đó các bạn mà gọi là my water broke. Đã vỡ rồi, nó vỡ làm làm cái bột cái nước chảy ra thì lúc đó nó bị broke rồi, nó không còn ở hiện tại nữa mà luôn luôn dùng ở quá khứ. Cái câu này là câu nói khi mà nước ối nó bị vỡ các bạn. My water broke. Nước ối của tôi vỡ rồi, tôi bị vỡ ối rồi. And I think I think I'm going into labor soon. To go into labor. Go into labor đó các bạn là sắp uh, lâm bồn hay là sắp sinh đó các bạn. Go into labor là sinh ha. À, người phụ nữ mà sinh nở đó, lúc mà sinh nở là gọi là go into labor. Go into labor. I think I'm going into labor soon. Có nghĩa là người này đang nghĩ là họ sẽ sinh sớm. À sinh sớm có nhiều triệu chứng mà đang nghi ngờ là sinh sớm. Đó thì cái này là do mình nghĩ cho nên là I think nha các bạn ha, nhưng mà mình biết khi cái water broke, tại vì nước nó chảy ra. She has no pulse. Does anyone know CPR? She has no pulse. Pulse. Cái pulse này nè các bạn là cái mạch khi một người mà bị ngưng tim hay ngục một người mà vì lý do gì đó bị nghẹt thở tắt thở đó các bạn là mình phải hô hấp nhân tạo đúng không Thì lúc đó, đó là không có mạch Vì tại sao người ta biết người này tắt thở tại vì người ta đưa tay vào ví dụ như cái chỗ mà dễ bắt mạch nhất đó các bạn hay là dưới cổ nè để người ta xem coi có mạch đập hay không có mạch đập có nghĩa là tim đang đập ý là máu đang chạy đó các bạn thì không thấy mạch có nghĩa là đang bị ngưng tim rồi À, Ngưng tim rồi thì phải hô hấp nhân tạo. thì đây đó she has no pose pulse âm ở uh, giữa Ơ uh, uh, giống như ở uh, tiếng việt ở uh, p p, -p là po, 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 pose 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 she has no pose she has no pose 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 cố gắng tập cho đúng các bạn nha để mỗi khi mình report đó mình báo cho người ta đó thì nói người ta hiểu nha she has no pose Does anyone know CPR? Does anyone know CPR? Có ai biết CPR không? Có ai biết hô hấp nhân tạo hay không? Cô ấy không có mạch, cô ấy không có mạch. Có ai biết hô hấp nhân tạo hay không? Help! My house is on fire and my son is trapped in his room. Help! Đây là cái tiếng kêu cơ bản đầu tiên khi mình kêu cứu với cứu với. Help! Help! Yeah, trừ khi cái trường hợp khẩn cấp mình mới la cái này lên nha các bạn nha yeah. còn nếu không khẩn khẩn cấp thì đừng có kêu héo héo nha như, như vậy người ta gọi mình là cry wolf có nghĩa là nếu không khẩn cấp mà mình cứ heo heo cái người ta chạy đến không thấy cái gì cần giúp hết cái mình cười phà phà lên thì lúc này đó người ta gọi mình là cry wolf cry á, là la lớn lên la ó lên có nghĩa là khi mình tuyệt vọng thì mình cry lên là cái hành động la lớn lên đó các bạn là cry mình biết cry có nghĩa là khóc đúng không? Cry còn có nghĩa là la la theo dạng mà la theo kiểu khóc đó, vừa la vừa khóc đó. Rồi, cry woof. Woof là sao? Cái câu chuyện kể về cái thằng bé nó chăn cừu đó các bạn, nó chăn cừu ở trên núi, xong cái nó buồn bã quá, nó nghĩ cách là làm sao để chọc quê dân làng. Cái xong cái ảnh mới nghĩ ra nếu bây giờ mình la lên sói sói thì chắc chắn là dân làng sẽ cầm gậy cầm đuốc lên đó để cứu giúp mình thôi thì lúc đó chắc hẳn là mình được một trận cười thế là ảnh la lên woof woof có nghĩa là cái hành động mà la lên như thế gọi là cry wolf thì cái từ cry wolf đó các bạn nó lại đi vào từ điển mang nghĩa là la kêu lên là sói mà thật sự là không có sói là báo động giả đó các bạn báo động giả có nghĩa là nếu không cần sự giúp đỡ thì mình đừng có cry wolf nha các bạn thì dân làng chạy lên đúng không kể hết câu chuyện cái dân làng chạy lên cái thằng nhóc á, nó ngã lăn ra cười bởi vì có con sói nào đâu người cầm gậy gọc người này người kia thủ thế quá trời đi tìm sói không thấy thằng nhóc nó được một trận cười lần thứ hai nó lại tiếp tục nó la lên woof woof thế là dân làng á bắt đầu nghĩ biết đâu lần này có woof thì có sói thiệt thì sao thế là người ta cũng cầm gậy gọc đèn đuốc chạy lên bỏ hết mọi thứ lên cứu thằng nhóc thế là đó thằng nhóc lại được tiếp một trận cười nó khoái chí quá thế là đó lần thứ ba khi nó đang đắc chí uh, suy nghĩ cách làm thế nào để dụ dân làng nữa tại vì uh, nó lại suy nghĩ làm sao để lừa dân làng hay hơn thế là sói vào thiệt sói vào thiệt thế là lần này nó la lên wuf wuf không ai đến là đó các bạn cái từ cry wolf nó xuất phát từ đó bạn báo động giả thì chắc chắn lần sau người ta không có tin nữa rồi no. my house is on fire to be on fire là đang cháy đang cháy cái gì đó mà to be on fire là đang cháy hay các bạn ha uh, my house is on fire my house is on fire my house is on fire on fire cái từ này đọc là fire hai âm nha fire fire đừng đọc là fire is on fire fire ai biết nó là cái gì phải là fire fire my house is on fire nhà của tôi đang bị cháy and my son is trapped trapped trap là bẫy ai đó bẫy có nghĩa là gài bẫy đó các bạn nha yeah. mà to be trapped thêm ed vào đó nó tạo thêm một âm thờ cuối là âm thờ thờ đúng không trapped rồi to be trapped là bị kẹt có nghĩa là mình dính bẫy là mình bị kẹt thì đây là to be trapped là bị kẹt. And my son is trapped in his room và con trai của tôi đang bị mắc kẹt trong phòng của nó. Nhà của tôi đang bị cháy và con trai tôi đang mắc kẹt trong phòng của nó. Thì đôi khi đó là mình cũng không vào cứu được lửa xung quanh quá trời thì mình phải gọi lực lượng cứu hộ đến cứu thôi các bạn nha. Yeah. Nhưng mà báo cáo là thế này. To be trapped. To be trapped. My son is trapped in his room. To be on fire. Nhớ nha các bạn. What's your location? Rồi. What's the address? Lúc này đó là cái người gọi là dispatcher ở bên kia đó hay là cái người operator là cái người trực tổng đài bên kia đó các bạn mà thường như tôi nói là dispatcher hỏi là what's your location? What's your location? Location đó các bạn là oh, low, location, location vị trí của bạn là ở đâu thay vì người ta hỏi where's your location người ta có thể hỏi what's your location bình thường các bạn ha rồi what's the address what's the address hoặc là what's the address có hai cách đọc em mà nếu danh từ đó đôi khi ở Mỹ các bạn thường nghe là address nhiều hơn what's the address the address 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 động từ là address address nó có âm ờ uh, và đờ, cho nên các bạn thấy là âm ờ uh, và đờ đúng không? là đọc là uh, uh, address, âm sau đó là âm đờ r, dress, the rest, dress, 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 address, address, danh từ đọc là address, address vẫn có đờ r cho cái chữ rest phía sau nha, address, address, đừng đọc là address, no, address, address, what's the address? The address. Tại sao vậy? Danh từ bắt đầu bằng à, nguyên âm, cho nên đọc chữ the thành chữ the. The the address. Where are you exactly? Rồi người ta cũng có thể hỏi là Where are you exactly? Bạn chính xác là đang ở đâu để mình mô tả những cái xung quanh các bạn nha. Thế thì mình học một số cái mô tả. It's 137 East Ball Road, and we're in apartment 9 on the 4th floor. Yeah, it's uh, 137. 137 East Ball Road. Uh, số uh, đường East Ball. East Ball. Uh, and we are in apartment 9. We are in apartment 9. Chúng tôi ở căn hộ số 9. We are in apartment 9. hay là we are in room 9 cũng được hay là ở anh gọi là we are in flat 9 yeah, là cũng tương đương với một căn hộ thôi các bạn on the fourth floor on the fourth floor fourth floor cái chữ four là số 4 thêm cái âm cuối là này nữa đó các bạn đã nó đang nói là thứ 4 thứ tư fourth fourth floor on the fourth floor on the fourth floor ở tầng thứ tư ha, tầng thứ tư căn hộ số 9 ở 137 nha các bạn ha nói chính xác như thế đó à, đang ở số mấy đường gì thì nói theo kiểu trên ở căn hộ số mấy thì nói theo kiểu này còn nếu mình ở cái nhà này và số này là số nhà luôn thì ok rồi ha rồi rồi tầng thứ mấy là on the fourth floor on the second floor on the first floor on the tenth floor nha các bạn We are in front of the Brooklyn Museum. Yeah, nếu mà ở ngoài đường thì mình luôn luôn nhớ kể một cái Landmark nào đó có nghĩa là một cái địa danh nào đó mà ai cũng biết có nghĩa là cái địa danh lớn lớn một chút nha chứ đừng có kể là tôi đang ở gần cái xe nước mía thì lúc đó không ai biết được các bạn phải kể một cái tòa nhà cái tòa nhà đó nó cũng lâu rồi không cần phải là tòa nhà lâu đời gì đâu chỉ cần tòa nhà lớn thì người ta biết cho yeah. nên ở đây đó we are in front of in front of phải là in front of the Brooklyn Museum chúng tôi đang ở phía trước uh, viện bảo tàng Brooklyn yeah. Brooklyn Brooklyn Museum Mu, museum 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 có người đọc là museum à, nhưng mà cho dù là museum hay là museum museum là nhấn âm giữa nha museum thì nó vẫn ám chỉ đến cái thư à, cái viện bảo tàng các bạn museum museum brooklyn museum we are in front of the brooklyn museum in front of something in front of something là ở phía trước cái gì đó các bạn in front of phía sau nó là một danh từ it's the building on the corner across the road from a walmart store it's the building on the corner nó là một cái tòa nhà ngay góc một cái tòa nhà ngay góc mình mô tả mình mô tả cái tòa nhà gì đó rồi ha mình mô tả rồi thì bây giờ mình nói thêm it's the building on the corner it's the building on the corner across the road across the road là đối diện bên đường uh, from a walmart store from a walmart store khi mình nói đối diện là một cái cửa hàng của walmart thì được không các bạn được cái, cái kiểu mà những cửa hàng tiện lợi này đó là người ta cũng dễ nhận diện lắm nhưng mà walmart nó là một cái supermarket rồi cho nên là nó rất dễ nhận diện đôi khi ở một cái city các bạn chỉ có một cái walmart store cho mấy yeah, thì đâu có ai mà mở hai cái store mà trong cùng một cái thành phố nhỏ xíu thì đâu có ổn cho nên là khi nói đến cái walmart store thì đôi khi người địa phương người ta biết nó ở đâu hết rồi thì như vậy dễ tìm ở cái tòa nhà đối diện bên đường là cái walmart store ha hey, các bạn ha rồi it's the building on the corner nó là cái tòa nhà ngay góc đấy across the road across the road đối diện với across the road đối diện bên đường from a walmart store là đối diện với cái cửa hàng walmart don't move him unless it's absolutely necessary nha yeah. và lúc này người ta có thể khuyên bạn một vài câu trước khi cái lực lượng cứu hộ đến don't move him đừng có di chuyển anh ấy có nghĩa là nếu người mà bị gãy chân gãy tay đó các bạn hay là bị đâm gì đó cây đâm gì đó đừng có di chuyển họ nha không cái đó kiến thức này đó là kiến thức cơ bản rồi hoặc là không mình phải đi học cái lớp sơ cứu đi các bạn học cái lớp first aid đó các bạn à, hay thậm chí mình học luôn cả cpr để mình biết để mình hô hấp nhân tạo luôn các bạn biết nha thì để trong trường hợp mà mình mình lỡ đi trên đường mà ra tay nghĩa hiệp ai đó bị rơi xuống vực ai đó bị rơi đâu đó đó mình lỡ bị thương thì mình đừng có cố gắng mình kéo họ lên trên bờ đừng cố gắng làm như vậy là giết chết họ đấy mình giữ nguyên cái đó giữ làm sao cho họ được thoải mái nhất đừng có bị đè lên thôi rồi mình gọi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến trừ khi mình biết cái gọi là first aid first aid là sơ cứu đấy các bạn rồi no, don't move him đừng có đừng có di chuyển anh ta nha unless trừ phi trừ phi hay là trừ khi là it's absolutely necessary it's absolutely necessary đang nói là it's necessary necessary là cần thiết mà ở đây là absolutely absolutely âm thi này ngẹn lại absolutely absolutely trừ khi nó là tối cần thiết thật sự cần thiết có nghĩa là cái trường hợp mà bị tai nạn giống như tôi nói nãy đó các bạn cây đâm rồi này nọ đó mọi cái nó đang đâm trên người đó đừng di chuyển đừng làm gì cả đừng có rút ra để người ta biết cấp cứu người ta đến người ta rút ra xong máu nó sẽ bắn ra là người ta phải biết chèn ép lại gì đó tùm lum mình không biết là mình giết chết người ha thì đó trừ khi thật sự cần thiết don't move him đừng có di chuyển anh ta như không trừ khi thật sự cần thiết rồi người ta cũng có thể khuyên bạn là don't move don't move ha. bạn đừng có di chuyển mà di chuyển ai đó thì don't move him Còn khi nói với chính bạn Người ta nói don't move Đừng có di chuyển là được rồi Tell him to sit still And wait for help to arrive Tell him to sit still Bảo với anh ấy là ngồi yên Tell him to sit still Sit still là ngồi yên à, um, Đứng yên là stand still Stand still uh, Stand still Nằm yên là lie still ha yeah, các bạn ha. Tell him to sit still and wait for help to arrive. Wait for help và chờ sự giúp đỡ đến. Wait for help to arrive. Yeah, những cách nói này đó nếu mình không học mình không biết cách đâu mình sợ mình không dám dùng theo kiểu này lắm các bạn. Đôi khi mình nói là wait for someone cho mình không nói là wait for help to arrive. Wait for someone to arrive. Cái đó mình tự tin hơn đúng không? Còn cái này là wait for help to arrive. Arrive. Âm cuối làm vợ nha. Arrive. Arrive. Tell him to sit still and wait for help to arrive. I'm going to give you some instructions to control the bleeding, so listen carefully. I'm going to give you some instructions. Tôi sẽ cho bạn một vài hướng dẫn. I'm going to give you. Tôi sẽ I'm going to give you. Give you some instructions. Give you some instructions. Give someone some instructions. là cho ai đó một vài hướng dẫn có nghĩa là sẽ hướng dẫn ai đó đó các bạn give someone instructions in instruction instruction instructions instructions, instructions. Shins. to control the bleeding to control là để kiểm soát cái gì đó control something là kiểm soát cái gì đó thì đi ngay sau nó là danh từ liền control the bleeding Control the bleeding là để kiểm soát cái việc chảy máu đấy. Để tôi hướng dẫn, tôi sẽ hướng dẫn bạn vài thứ để kiểm soát cái việc chảy máu. Có nghĩa là làm cho nó hết chảy máu đó các bạn. So listen carefully, so listen carefully. Cho nên là lắng nghe cẩn thận đây. Hãy lắng nghe đây, nha. Ờ, tại vì đầu dây bên kia là nói qua điện thoại mà cho nên là người ta nói như thế. Do you have a clean dry towel or cloth? Do you have a clean dry towel? clean dry clean towel towel đây là cái khăn towel towel đó các bạn nhưng mà ồ của âm là towel towel do you have a clean towel bạn có cái khăn sạch không do you have a clean dry towel cái khăn sạch mà khô nữa nha chứ đừng lấy khăn sạch mà ướt do you have a clean dry towel or cloth cloth Nhớ là quần áo đó thêm chữ Y vào đây nó đúng không? ES vào nữa ha. Là viết là số nhiều mà là quần áo clothes. 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 Âm ơ clothes. Đúng không? Còn này đó là không có âm không có cái chữ Y hay là chữ S gì ở đây hết trơn á cho nên á chữ này gọn lỏn thôi. Đọc là cloth. Âm o nha, cloth. 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 Cloth, cloth. cloth là tấm vải cái khăn hoặc là tấm vải sạch khô nha các bạn ha tấm vải sạch và khô cái khăn cũng sạch và khô cloth cloth Place it on the wound and press down firmly. Place it on the wound. Place it là đặt cái gì đó. Place it on là đặt nó trên bề mặt. Place it on the wound. Wound là vết thương. Wound. U. Wound. Place it. Place it. Place it on the wound and press down firmly. Press down là nhấn xuống, nhấn xuống. Firmly là nhấn mạnh xuống, nhấn mạnh xuống nha các bạn ha. Press down firmly. Press, press down, down, nah, nah, down, down. Press down firmly, firm, er, uh, for, fur, firm, firmly. Press down firmly. Place it on the wound and press down firmly. À, để nó lên vết thương, đặt nó lên vết thương và nhấn mạnh xuống. Yeah. If the victim becomes less awake. Nếu như nạn nhân trở nên less awake là là có nghĩa là ở trạng thái mà mơ hồ đó các bạn less awake là à, không không có còn tỉnh táo nhiều. Nếu bệnh nhân trở nên không còn tỉnh táo không còn tỉnh táo có nghĩa là lúc thức lúc tỉnh lúc mê lúc tỉnh là less awake hay các bạn ha còn nếu là awake không á là đang nói là trạng thái thức đúng không thức với ngủ less awake and vomits vomit, vomit là động từ có nghĩa là nôn hay là ói ha các bạn ha nôn mửa hay là ói mà đang nói là victim là ngôi thứ ba số so ít cho nên uh, becomes cũng phải thêm s mà vomits cũng phải thêm s nếu nạn nhân á uh, đang uh, không còn tỉnh táo nhiều và uh, nôn mửa hay là ói ha nôn mửa quickly turn him nhanh chóng lật anh ấy turn 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 him lật anh ấy on his side Turn him on his side Lật nghiêng anh ấy lại Tại vì lúc này nôn mửa mà mình lật nghiêng để cho họ mấy cái chất nó tuôn ra cho nó dễ Chứ còn mà để nằm ngửa mà ói nữa thì lúc đó nó bị sặc đó các bạn Sặc là tắt đường thở đúng không Cho nên là khi họ có nôn mửa mà không tỉnh táo đó Thì lúc này mình lật nghiêng người họ là turn him on his side Turn him on his side những cách nói như thế đó các bạn ha. Rồi tôi nghĩ là 55 câu thôi nó cũng đủ để quá dài tôi nghĩ là tôi cố giảng nhanh nhưng mà 55 câu. Tôi thấy câu nào cũng cần thiết cả và tôi cũng không muốn tách ra làm hai video làm gì. Tại vì tách ra xong rồi cái nó bị gián đoạn rồi cái nó bị giữa chừng không hay cho nên là tôi cung cấp cho bạn những cái này cho nên các bạn nếu rảnh cứ nghe lại rảnh cứ nghe lại tại vì những cái này là những cái rất cơ bản thường ngày người ta có thể hỏi mình và mình cũng có thể nói với người ta mô tả cho người ta mình cũng cũng có thể dùng để bảo người khác đặc biệt là những cái từ mà tối cần thiết trong cái lúc mà bị À, trường hợp khẩn cấp xảy ra đó các bạn cho nên là các bạn cố gắng học cho nó nhuần nhuyễn cái này nha và tôi hy vọng là bài này sẽ giúp ích cho các cô bác anh chị và các bạn à, Việt Nam mình đang sống ở nước ngoài đang gặp khó khăn về vấn đề ngôn ngữ à, cầu mong cho tất cả chúng ta à, không bao giờ rơi vào những cái tình huống khó khăn tình huống nguy hiểm à, để mà cần đến những thứ này nhưng trong trường hợp cần thiết thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được Yeah, cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ là lúc tôi sẽ mở cho các bạn nghe từ đầu đến cuối bài này nha. In case of emergency, don't panic. Just call 911. What's your emergency? What emergency are you reporting? Is the patient male or female? How old is he? She's a young teenager. I guess he's middle aged. She looks like she's in her late 30s. Is he conscious? Is she awake? Is she breathing? Is there serious bleeding? Does she appear to be breathing? Is he fully alert? Are you with the patient right now? Are you alone? Is anyone helping? Yes, my friend Tim is here. Is someone giving first aid? Is anyone giving CPR? Tell me exactly what happened. What's happening now? I think someone's trying to break into my home. My house has been broken into. My grandma has choked on some food and she's not breathing. My husband cut his neck and he's bleeding. He really needs stitches. There's a guy in Central Park who needs help. I think he's having a heart attack. There's been a car accident on East Ball Road. We saw a lot of blood there. He was hit by a car and was injured badly. He was beaten up by two strangers and his leg was broken. He was bitten by a snake and looks really pale. A man fainted and his wife also passed out. He was shot with a gun and was knocked out. He was stabbed with a knife and is bleeding a lot. I'm feeling dizzy. It seems like the sky is spinning. My husband also feels lightheaded. Blood came out of his neck a lot. He has lost a lot of blood and might need a blood transfusion. My heart is racing, and my chest hurts a lot. I think he is having a stroke. Somebody is drowning, he really needs help. My water broke, and I think I'm going into labor soon. She has no pulse. Does anyone know CPR? Help. My house is on fire, and my son is trapped in his room. What's your location? What's the address? Where are you exactly? It's 137 East Ball Road, and we're in apartment 9 on the fourth floor. We are in front of the Brooklyn Museum. It's the building on the corner, across the road from a Walmart store. Don't move him, unless it's absolutely necessary. Tell him to sit still and wait for help to arrive. I'm going to give you some instructions to control the bleeding, so listen carefully. Do you have a clean, dry towel or cloth? Place it on the wound and press down firmly. If the victim becomes less awake and vomits, quickly turn him on his side.